Ronaldo lọt đội hình tệ nhất World Cup 2022, sánh vai với Lautaro Martinez. Cụ thể, Cristiano Ronaldo chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng ở vòng bảng trong trận gặp Ghana. Ngoài ra, anh cũng dự bị trong hai màn đọ sức với Thụy Sĩ và Maroc. SofaScore chấm tuyển thủ Bồ Đào Nha 6,46 điểm, con số cực thấp. Màn trình diễn kể trên khiến CR7 phải chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong nước mắt. Sát cánh với Cristiano Ronaldo trên hàng công là Lautaro Martinez. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan được xem là ưu tiên số 1 của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Tuy nhiên, anh đã chơi dưới sức và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội xuyên suốt giải đấu. Lautaro Martinez được SofaScore chấm 6,35 dù cùng Argentina vô địch. Bốn ngôi sao khác góp mặt trong đội hình này là Edouard Mendy. Khi Sadio Mane chấn thương, người gác đền sinh năm 1992 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa cho Senegal. Tuy nhiên, sau 4 trận đấu, anh phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần. Nếu không cải thiện phong độ, Edouard Mendy có thể mất luôn suất bắt chính tại Chelsea vào tay Kepa Arrizabalaga. Đáng chú ý, khá nhiều cầu thủ của các đội tuyển châu Á được SofaScore đưa vào đội hình tệ nhất. Có thể kể đến Matthew Lecky và Jackson Irvine, Australia hay Hoàng In-byung, ngôi sao người Hàn Quốc đang chơi bóng tại MLS trong màu áo của Vancouver Whitecaps. Với Cristiano Ronaldo, sự thất vọng dành cho CR7 còn lớn hơn khi Lionel Messi vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Danh hiệu El Pulga có được cũng chấm dứt cuộc tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại hơn kéo dài trong suốt một thập kỷ qua.